Nhìn lại loạt ảnh quá khứ của Trương Bá Chi để thấy, mỹ nhân đẹp không cần son phấn là có thật. Cái tên Trương Bá Chi thường bị gắn với Tạ Đình Phong, Trần Quán Hy hay dăm bảy loại xì cam đan tình ái với những đại gia có tiền có quyền, tất cả khiến người ta quên rằng trên thực tế, cô từng là một diễn viên và là một người đẹp có nhan sắc đủ để khuynh đảo showbiz. Vẻ đẹp của Trương Bá Chi phải nói là có một không hai, khó bị nhạt nhòa hay lẫn lộn với các ngôi sao trẻ hiện giờ. Thậm chí nếu nhìn vào loạt ảnh ít son phấn cầu kỳ, make up phải nói là nhẹ như không của cô trong quá khứ, bạn vẫn có thể bị mê hoặc hoàn toàn. Không giống như bây giờ, style make up lẫn làm tóc trong phim Hong Kong ngày xưa kỳ thực rất đơn giản nhưng cũng nhờ thế, nhan sắc của diễn viên có thể nổi bật lên rõ rệt. Hãy lấy Trương Bá Chi làm ví dụ điển hình, có thể thấy, layout make up trước đây của cô thường đi theo hướng tự nhiên nhất có thể. Thay vì layer nhiều lớn phấn tạo khối, phấn mắt hay thiết kế ra mấy kiểu eyeliner siêu đậm hay thì Trương Bá Chi lại chỉ tập trung vào 4 bước, định hình, lông mày, chuốt mí cong, đánh má hồng và tô son nhẹ nhàng. Công thức này được áp dụng trong hầu hết các tạo hình của Trương Bá Chi ngày trước, nhờ tối giản hết các bước make up để mặt gần như mộc nhất có thể. Người ta mới thấy rõ được từng vẻ đẹp trong trẻo thoát tục lẫn từng đường nét hoàn hảo trên gương mặt cô, mỹ nhân đẹp không cần son phấn là có thật, tổng hợp.